Ngày 25 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thi tuyên truyền viên trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024. Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự hội thi. Với chủ đề quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh, 8 đội thi đến từ các huyện, thị, thành phố và trung đoàn Minh Đạm đã tập trung tuyên truyền các nội dung như truyền thống xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua gần 80 năm kể từ khi thành lập, gắn với truyền thống của đơn vị địa phương, những tấm gương anh hùng liệt sĩ trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân và những giá trị, phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Những cống hiến của tuổi trẻ quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Hội thi diễn ra với tinh thần nghiêm túc, sáng tạo. Các đội thi đã sân khấu hóa thông tin, kết hợp linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền trực quan như video clip, bản ảnh, trình chiếu, đạt được hiệu quả tuyên truyền sâu rộng, ý nghĩa cho người xem. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Quân sự Quỹ Đất Đỏ và Trung đoàn Minh Đạm đạt giải nhì. Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải ba, 3 giải khuyến khích và tặng giấy khen cho 6 cá nhân đạt giải tuyên truyền viên xuất sắc.